đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, một trận lở đất và siêu sóng thần cao gần 200 mét diễn ra ở Greenland vào tháng 9 năm 2023 đã khiến cho toàn bộ trái đất rung chuyển trong 9 ngày. Khủng hoảng khí hậu đã dẫn đến trận lở đất kèm theo siêu sóng thần này. Các cảm biến động đất trên khắp thế giới đã phát hiện ra hiện tượng đáng chú ý. Tuy nhiên, vì điều này chưa từng có tiền lệ nên các nhà nghiên cứu không nắm được nguyên nhân. Đến tận ngày 12 tháng 9 năm 2024, kết luận của các nhà nghiên cứu mới được đưa ra sau một năm ròng rã tìm hiểu, được đăng tải trên tạp chí Science. Hóa ra, ở Greenland đã xảy ra một trong những đợt sóng thần lớn nhất từng được ghi nhận, với những cơn sóng cao đến 198m vẫn còn để lại dấu vết. Một đỉnh núi cao 1.200m đã đổ sập xuống vịnh hẹp Dickson vào ngày 16 tháng 9 năm 2023. Nguyên nhân ban đầu là do nhiệt độ tăng lên vì biến đổi khí hậu đã khiến cho một phần của dòng sông băng sụp đổ. Điều này làm cho sườn núi dốc bị mất ổn định, gây ra một trận lở đá và băng đổ vào vịnh Dickson rất sâu của Greenland. Việc này lại khiến cho một lượng nước khổng lồ bị văng tung lên và một ngọn sóng dữ dội cao ngất đã di chuyển trong vịnh có bề rộng khoảng 2,4 km. Những ngọn sóng thần, một số cao ít nhất 100m, đã đập lên các vách đá dốc đứng dọc theo vịnh. Gió đất, đá, băng lao xuống nước ở góc độ gần 90 độ nên những con sóng cứ va đập qua lại trong suốt 9 ngày. Các nhà khoa học gọi hiện tượng này là seiche, dao động lắc. Dao động lắc như trên là dao động lắc dài nhất mà các nhà khoa học trên thế giới từng biết đến. Trước đây, sóng thần do sạt lở đất đá thường tạo ra rung động chỉ trong vài giờ. Ông Christian Svenevich, nhà nghiên cứu chính tại Cục Khảo sát Địa chất Đan Mạch và Greenland, nhấn mạnh rằng tín hiệu này dài hơn nhiều và đơn giản hơn so với tín hiệu động đất, vốn thường kéo dài vài phút hoặc vài tiếng đồng hồ. Đây cũng là một sự kiện bất thường, bởi là trận lở đất và sóng thần khổng lồ đầu tiên mà chúng tôi ghi nhận được ở phía đông Greenland. Đây là trận lở đất và siêu sóng thần đầu tiên ghi nhận ở phía đông Greenland. Các vùng Bắc Cực đang bị ảnh hưởng nhanh nhất do tình trạng nóng lên toàn cầu và các sự kiện tương tự nhỏ hơn về mặt địa chấn đã được ghi nhận ở phía tây Greenland, Alaska, Canada, Na Uy và Chile. Ông Kristen nói, chưa ai từng chứng kiến điều gì như thế này. Đội ngũ nghiên cứu khẳng định đảo Ella cách vụ lở đất đá và băng khoảng 72 km đã bị tàn phá bởi sóng thần. Đáng chú ý là thỉnh thoảng các du khách vẫn tới thăm hòn đảo này. Ông nói thêm, chỉ vài ngày trước sự kiện trên, các con tàu du lịch vẫn đi qua đó. Thực sự rất may mắn là không ai ở đó khi có sự việc xảy ra. Alice Gabriel, một nhà nghiên cứu nói rằng, trái đất là một hệ thống có rất nhiều hoạt động liên tục và hiện tại chúng ta đang ở thời điểm mà sự cân bằng rất nhạy cảm, bị xáo trộn khá mạnh do biến đổi khí hậu. Vịnh hẹp Dickson cũng nằm trên một tuyến đường thường được các tàu du lịch sử dụng. Một tàu chở 200 người đã bị mắc kẹt trong bùn ở Apex Falls gần vịnh Dickson vào tháng 9 năm ngoái. Tàu đã được giải thoát chỉ 2 ngày trước khi sóng thần ập đến, tránh được những con sóng ước tính cao từ 4 đến 6 mét. Có tổng cộng 68 nhà khoa học từ 40 thực thể và 15 quốc gia đã chung sức tìm lời giải cho bí ẩn này khi cùng kết hợp dữ liệu vệ tinh, địa chấn, hiện trường, mô phỏng máy tính phân giải cao. Kết quả nghiên cứu đã được đăng tải trên tạp chí Science. Ước tính có đến 25 triệu mét khối đá và băng rơi xuống vịnh hẹp Dickson, sau đó di chuyển khoảng thêm 2.200 mét. Giáo sư Annie McKinney của Viện Vật lý Toàn cầu Paris ở Pháp đã cho biết, lần đầu tiên chúng ta có thể thấy khá rõ sự kiện do biến đổi khí hậu gây ra đã gây ra rung động toàn cầu dưới chân chúng ta ở khắp mọi nơi trên thế giới. Những rung động đó di chuyển từ Greenland đến Nam Cực trong vòng chưa đầy 1 giờ. Vì vậy chúng ta đã thấy tác động của biến đổi khí hậu tác động đến toàn thế giới chỉ trong vòng 1 giờ. Tin bão mới nhất của Fox News cho hay, bão Francine đổ bộ vào bờ biển Louisiana, Mỹ ngày 11 tháng 9 giờ địa phương với sức gió lên tới 160 km/h, khiến hàng trăm nghìn gia đình mất điện và mưa lớn ở nhiều nơi. Mắt bão Francine đổ bộ lúc 17 giờ chiều 11 tháng 9 tại Terrebonne, Paris, mang theo gió mạnh vào đất liền khu vực phía nam của tiểu bang Louisiana gần Baton Rouge của Mỹ. New Orleans ghi nhận gió giật tới 130 km/h khi thành mắt bão số 6 Francine đi qua thành phố tối ngày 11 tháng 9, trong khi Dulac ghi nhận gió giật lên tới 150 km/h. Vài giờ sau khi đổ bộ,
cơn bão Cuồng Phong cấp 2 ở Đại Tây Dương đã suy yếu thành bão nhiệt đới, nhưng dự báo ảnh hưởng của bão số 6 Francine sẽ sâu trong đất liền. Theo PowerOutage.us, tình trạng mất điện tiếp tục diễn ra trên khắp Louisiana của Mỹ, với 400.000 hộ gia đình mất điện trong tối ngày 11 và sáng ngày 12 tháng 9. Ở Mississippi, khoảng 17.000 hộ gia đình mất điện. Dự kiến tình trạng mất điện tiếp tục gia tăng khi bão Francine di chuyển xa hơn về phía Bắc, ảnh hưởng đến Đông Nam Louisiana, Mississippi và Alabama. Dự báo bão mới nhất của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ cho biết bão Francine dự kiến dần dần chuyển hướng về phía Bắc, đưa tâm bão qua Đông Nam Louisiana, Tây Nam và Trung tâm Mississippi trong ngày 12 tháng 9. Tâm bão dự kiến tiếp tục di chuyển sâu vào đất liền, nhưng ảnh hưởng của cơn bão mới nhất ở Đại Tây Dương có thể lan rộng hàng trăm km. Các cảnh báo thời tiết như khuyến cáo về gió, cảnh báo lũ lụt và các diễn biến thời tiết nguy hiểm khác có phạm vi xa về phía Bắc đến khu vực phía Nam Missouri và xa hơn về phía Đông đến tận Tennessee khi hoàn lưu bão di chuyển qua phía Nam nước Mỹ. Theo giới chuyên gia cho biết, nước ấm ở vịnh Mexico đã làm cho bão Francine mạnh lên nhanh chóng, gây nguy hiểm hơn khi đổ bộ vào bang Louisiana, Mỹ. Nước biển ấm là yếu tố cần thiết để hình thành và tăng cường bão. Nhiệt giúp nước bốc hơi nhanh hơn, tiếp thêm nhiên liệu cho bão và tạo ra nhiều mưa hơn. Cơn bão Francine hiện nay đã đi qua vùng nước có nhiệt độ bề mặt cao hơn mức trung bình, có nhiệt độ khoảng 30-31 độ C. Theo các chuyên gia về bão của Fox Weather, cùng với bão Francine, có 8 cơn bão đổ bộ vào Louisiana kể từ năm 2000. Bão Francine mạnh lên thành bão Cuồng Phong vào ngày 10 tháng 9, ngày đỉnh điểm của mùa bão năm 2024. Khi bão số 6 Francine di chuyển về phía Bắc và cuối cùng tan biến, các nhà dự báo thời tiết cũng đang theo dõi ít nhất 2 áp thấp khác ở Đại Tây Dương có khả năng mạnh lên thành bão. Bão Francine là cơn bão Cuồng Phong thứ 3 đổ bộ lục địa Mỹ trong mùa bão 2024. Bão Beryl đổ bộ vào Matagorda, Texas ngày 8 tháng 7 ở cấp độ bão Cuồng Phong cấp 1. Bão Beryl hình thành sớm hơn dự kiến vào cuối tháng 6 và đạt cấp 5. Khoảng một tháng sau, bão Debbie mạnh lên thành cuồng phong cấp 1 trước khi đổ bộ gần Steen Hatchie, Florida ngày 5 tháng 8. Chuyên gia nghiên cứu bão và khí hậu Đại học Miami, ông Robert West cho biết tháng 8 năm nay đặc biệt yên tĩnh. Tuy nhiên, ông cảnh báo nhiệt độ ấm hơn ở vịnh Mexico sẽ tiếp tục cung cấp nhiên liệu cho các trận bão. Mặc dù vậy, các nhà dự báo liên bang cho rằng với hiện tượng La Nina, nhiệt độ bề mặt nước sẽ mát hơn ở một số vùng của Thái Bình Dương, nhờ đó sẽ giảm gió và suy yếu bão. Trong mạng fulcrum.sg mới đây nhận định, nếu La Nina xuất hiện như dự báo, đây có thể là dấu hiệu con dao hai lưỡi đối với các khu vực bị ảnh hưởng, trong đó có Đông Nam Á. Một số quốc gia Đông Nam Á dự báo tình trạng La Nina sẽ xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2024. Trái ngược với các đợt nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng của El Nino, La Nina thường gắn liền với thời tiết mát mẻ và ẩm ướt hơn, có thể mang lại điều kiện phát triển thuận lợi cho cây trồng. Thông thường, La Nina làm gia tăng lượng mưa ở một số vùng Đông Nam Á, đặc biệt là ở Philippines, Indonesia và Malaysia. Lượng mưa bổ sung trùng với mùa gieo trồng có thể cải thiện độ ẩm của đất, do đó có lợi cho cây trồng. Thế nhưng, mưa và gió nhiều hơn bình thường có thể gây ra lũ lụt hoặc nhiều những cơn bão có sức tàn phá lớn. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu đã khiến La Nina trở nên khắc nghiệt hơn và điều này có thể làm gia tăng nguy cơ lũ lụt, đặc biệt là ở các vùng nông nghiệp trũng thấp. Nếu lượng mưa trùng với các thời kỳ quan trọng trong chu kỳ vụ mùa, La Nina cũng có thể gây ra thiệt hại đáng kể cho các loại cây trồng đã trưởng thành và làm trầm trọng thêm các đợt bùng phát dịch hại và bệnh tật. Đáng chú ý, các địa phương chịu ảnh hưởng của El Nino mạnh vào năm ngoái có thể đã phải chịu những tác động bất lợi về môi trường, xã hội và kinh tế. Điều này có khả năng ảnh hưởng đến năng suất của các mùa gieo trồng tiếp theo. Ví dụ, đất bị nén chặt do nắng nóng và hạn hán vào năm 2023, năm 2024 có thể khó hấp thụ nhanh nước mưa, dẫn đến lượng dòng chảy cao hơn và gây ra lũ lụt. La Nina thường tác động đến nguồn cung cấp ngũ cốc chính trên toàn cầu vì gây khô hạn và năng suất thấp cho các vụ thu hoạch tại Argentina và Brazil. Cả hai quốc gia này đều là những nước xuất khẩu ngũ cốc giá rẻ lớn. Đôi khi, sự suy giảm này có thể được bù đắp bằng những lợi ích về nông nghiệp ở Trung Quốc, Ấn Độ, Australia và một số vùng Bắc Mỹ do thời tiết thuận lợi, mặc dù thời điểm và cường độ của lượng mưa rất quan trọng, lũ lụt trong thời kỳ thu hoạch có thể dẫn đến năng suất thấp hơn. Đông Nam Á là khu vực nhập khẩu ngũ cốc và hạt có dầu lớn. Indonesia là một trong 3 nước nhập khẩu lúa mì hàng đầu thế giới và Philippines nằm trong số 10 nước nhập khẩu hàng đầu. Nhiều nước Đông Nam Á là nước nhập khẩu dòng về ngô. Lúa mì được sử dụng làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi, trong khi hầu hết ngô được sử dụng làm thức ăn chăn nuôi. Bất kỳ tình trạng thiếu hụt, nguồn cung cấp toàn cầu nào cũng sẽ làm gia tăng giá thịt ở Đông Nam Á, tác động đến an ninh lương thực.
các quốc gia Đông Nam Á nên chủ động giảm thiểu rủi ro và nắm bắt các lợi ích tiềm năng. Các biện pháp bao gồm hỗ trợ nông dân phục hồi nhanh chóng sau những thách thức liên quan đến El Nino của năm ngoái, chuẩn bị cho khả năng lạm phát giá thịt và gián đoạn chuỗi cung ứng do năng suất ngũ cốc giảm ở các khu vực chịu ảnh hưởng của La Nina ở Mỹ Latin. Theo trang fulcrum.sg, về lâu dài, các nhà hoạch định chính sách cũng cần đầu tư vào việc cải thiện nghiên cứu và phát triển cho các loại cây trồng có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, đảm bảo tính bền vững và khả năng phục hồi lâu dài về lương thực trong khu vực. Chân voi là tên gọi của một khối chất phóng xạ rộng chừng 3 mét, bề mặt xù xì giống như vỏ cây, hình thành trong thảm họa hạt nhân năm 1986 tại nhà máy điện nguyên tử Chernobyl, nằm cách thủ đô Kiev của Ukraine khoảng 100 km về phía bắc. Nó được phát hiện vào tháng 12 năm 1986 ở tầng hầm dưới lò phản ứng số 4. Vật thể cực kỳ nguy hiểm này là một khối chất chromium phóng xạ đậm đặc, hiếm khi được chụp ảnh. Cho đến tận ngày nay, đặt chân vào căn hầm nơi chân voi đang từ từ hạ nhiệt vẫn đồng nghĩa với bản án tử hình. Trong quá trình kiểm tra an toàn định kỳ tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl vào ngày 26 tháng 4 năm 1986, lò phản ứng số 4 bỗng nhiên phát nổ, gây phản ứng liên hoàn tại đây. Sau vụ nổ đầu tiên, khoảng 600 công nhân được huy động đến để ngăn rò rỉ chất phóng xạ. Trong suốt 10 ngày, các thanh nhiên liệu hạt nhân vẫn tiếp tục cháy, thải ra không khí các phần tử chứa chất phóng xạ. Theo các chuyên gia, những phần tử phóng xạ này gây ô nhiễm tới 3/4 lãnh thổ châu Âu, nghiêm trọng nhất là tại Ukraine, Belarus và Nga, lúc đó vẫn nằm trong Liên bang Xô Viết. Trên 30 công nhân đã thiệt mạng vài tháng sau khi xảy ra sự cố. Hàng ngàn người đã mắc bệnh ung thư và các vấn đề sức khỏe trong những năm sau đó do tiếp xúc với lượng phóng xạ độc hại khổng lồ. Tuy nhiên, lượng phóng xạ đậm đặc lên đến 10.000 đơn vị rentgen một giờ do chân voi phát ra đủ mạnh để rút ngắn cuộc đời của bạn xuống còn vài ngày. Từ 5 đến 10 rentgen dẫn đến thay đổi công thức máu của một người. 70 rentgen gây nôn mửa và rụng tóc, từ 1.000 rentgen trở lên sẽ phá hủy niêm mạc ruột, dẫn đến tình trạng chảy máu trong và cuối cùng là tử vong. Để dễ hình dung hơn, bạn sẽ bị ngộ độc, nôn mửa, tiêu chảy, mất kiểm soát trong 30 giây tiếp xúc với khối phóng xạ. Bất kỳ ai lờn vờn gần nó quá 5 phút sẽ mất mạng trong 2 ngày sau đó. Điều này đã khiến khối vật chất rộng 3 mét trở thành vật thể nguy hiểm nhất từng tồn tại trên trái đất. Tại thời điểm khối chất chromium này hình thành, nó nóng đến nỗi chảy nguyên cả lớp bê tông dày 2 mét. Người ta lo sợ rằng nếu tiếp tục ngấm xuống phía bên dưới, nó sẽ chảy vào đường nước ngầm dưới lò phản ứng, đầu độc toàn bộ nguồn nước ở phạm vi nhiều km xung quanh. Bản thân bức ảnh nổi tiếng về khối vật chất chính là một bí ẩn lịch sử do ông Arthur Konejev, phó giám đốc dự án Center Object, chụp bên dưới phòng phản ứng số 217 năm 1996. Center Object là một cấu trúc bê tông thép khổng lồ chứa 200 tấn chromium, 30 tấn bụi phóng xạ, 16 tấn urani và plutoni tại Chernobyl. Ông Tim Lesbetter, người biên soạn thư viện ảnh kỹ thuật số cho dự án an toàn hạt nhân quốc tế thuộc Bộ Năng lượng Mỹ, không rõ ông lấy được những tấm ảnh này từ nguồn gốc nào. Toàn bộ thông tin ông nắm được là hình ảnh cho thấy ông Konejev đứng cạnh vật thể chết chóc nhất hành tinh. Giám đốc Arthur Konejev đã đến Chernobyl nhiều hơn bất kỳ ai, đồng nghĩa với việc bị nhiễm xạ nhiều nhất. Được biết, ông đã dựng máy ảnh hẹn giờ để chụp tấm hình đặc biệt này. Kết cấu mờ ảo, sần sùi của bức ảnh được cho là do bức xạ cực kỳ nguy hiểm của chân voi ngay cả khi nó hình thành từ 10 năm trước. Lần đầu tiên phát hiện, chân voi giải phóng ra lượng phóng xạ đủ mạnh để có thể khiến một người trưởng thành tử vong trong ít phút. Thậm chí đến ngày hôm nay, hơn 30 năm sau thảm họa, nó vẫn đang bị đốt nóng bởi sự phân rã phóng xạ và gây nguy hiểm cho sức khỏe con người. Nó quá cứng và đậm đặc, không có mũi khoan bình thường nào có thể xuyên thủng. Dù vậy, giới chức Nga từng thử nghiệm bắn súng AK-47 vào nó và gây một vài vết hư hại nhỏ trên bề mặt. Hiện nay, căn hầm ban đầu của Chernobyl đã bắt đầu sụp đổ. Cấu trúc thay thế nó trị giá 2,3 tỷ đô la Mỹ do Ngân hàng Châu Âu tài trợ đã được dựng lên xung quanh, chôn vùi chân voi mãi mãi. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế của Báo Việt Nam Net. Xin kính chào và hẹn gặp lại!